Dạ, hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cổ Sài Gòn của em. Hôm nay em sẽ review cho các anh chị một dòng xe bán tải. Cái dòng xe này chắc là rất là quen thuộc với mọi người rồi. Lúc trước em có quay một chiếc xe màu xanh đen ha. Thì hôm nay em sẽ review cho các anh chị chiếc xe màu đỏ này. Để xem chiếc xe màu đỏ gì này thì nó có khác gì chiếc xe màu xanh đen hôm bữa em quay không nha. Bắt đầu mình sẽ nghiên cứu cho các anh chị nha. Dạ, và đây là chiếc xe bán tải Ford Ranger 2.2 số tự động một cầu. Xe đây là sản xuất năm 2020 luôn nha các anh chị nha. Hôm bữa tụi em có một chiếc xe màu xanh đen, nhưng mà xe đó đã được một anh ở Bình Dương rinh xe về trong vòng một nốt nhạc, tại xe quá đẹp. Thì cái xe này nó cũng đẹp không kém gì chiếc xe đó trơn á. Dạ, thì cái xe này cũng là đời 2020 và ô đô, xe nó chạy chỉ có 20.000, còn chiếc màu xanh đen là chạy 34.000 ha. Và cái xe này thì xuất hóa đơn theo pháp lý là xe công ty, cho nên sẽ xuất hóa đơn được. Thì các anh chị nào mua về cho công ty thì mình sẽ có hóa đơn đầu vô luôn nha. Rồi, em sẽ đi quay một vòng xe cho các anh chị xem. Bán tải Forerunner là cái dòng xe được rất nhiều các khách hàng ưa chuộng luôn. Xe thì đã có lốp thùng rồi, dạ, và chưa có nắp thùng, thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mọi người ha, thì các anh chị có thể về lắp nắp thùng cao hay thấp hay nắp thùng kéo tùy tùy theo khả năng sử dụng của mình nha. Dạ, xe này đã được lắp cam lùi luôn, dạ, đã được lắp cam lùi luôn. Để em sẽ xem cái phần gầm xe xem như thế nào. À, và xe này là bánh sơ cua cũng chưa hạ luôn, bánh sơ cua chưa hạ luôn nha các anh chị nha. Gầm xe còn rất là đẹp luôn. Ô đô xe mới chạy 20.000 thôi. Dạ, xe nó bị cứng nhẹ ở đây. Xe như thế nào là để tụi em để nguyên zin như thế đó nha các anh chị nha. Nên các anh chị cứ yên tâm và đảm bảo với các anh chị là xe đầu vô chất lượng bên em được kiểm tra cực kỳ ngặt nghẽo luôn. Dạ, cho nên là các anh chị cứ yên tâm nha. Xe này vừa về cho nên là tụi em chưa có dọn dẹp, em quay liền cho các anh chị xem luôn. Bốn bánh là vẫn còn heo xe luôn nha, chạy tại mất chạy ô đô 20.000. Và cái xe này á, thì khách chưa bọc ghế, dạ, vẫn còn là để là ghế nỉ nguyên zin theo xe, dạ, nhưng mà đã lót sàn 3D rồi nha các anh chị nha, đã lót sàn 3D rồi. Đây là số tự động nha các anh chị nha, xe số tự động một cầu nha các anh chị. Đây ha, Odo xe 20.000 nha, 20.000 có bảo có lịch sử bảo dưỡng hãng là full đầy đủ ha nha các anh chị. Ngoài Forerunner thì em có bán tải Isuzu và bán tải của Toyota Hilux nữa nha các anh chị nha. Các anh chị nào đang có giải quan tâm về những dòng bán tải thì có thể liên hệ với em. Đây, xe đã được trang bị cái đầu màn hình Android ha. Cái này không phải là đầu zin theo xe đâu ạ, à. Đầu zin theo xe là màn hình khác. Còn cái này là khách đã lên đầu Android rồi, có camera trước sau luôn nha các anh chị nha. Đó, có camera trước sau luôn. Đây, cần số còn rất là mới. Nhìn, nhìn vô lăng là các anh chị biết ha, mùi xe mới kê luôn, lên xe là nghe mùi luôn. Đây, có road control luôn nha các anh chị. Đèn thì nó bên hông, có đèn ở đằng sau nữa. Đây, bể bước ha, xe là do là vừa về đó chưa, em chưa có dọn dẹp á, cho nên đó bây giờ là em muốn quay liền review liền cho các anh chị luôn. Này rất là còn liền lạc ha. Mặt ga lăng của Forerunner XLS thì nó là mặt nhựa nha, còn nếu mà XLT á là nó sẽ là mạ rơm. Tem kiểm định xe thì vẫn còn đến tháng 8 năm 2022 nha các anh chị nha. Xe bên em cam kết là không đâm đụng gặp nước nha, bao các anh chị đi chính hãng luôn. Và tụi em cũng là hãng, thì ngoài chế độ bảo hành của hãng riêng của Ford thì bên em vẫn có chế độ bảo hành riêng cho các anh chị khi mà mua xe bên công ty của em luôn nha. Nên là các anh chị cứ yên tâm, mình có hai chế độ bảo hành lận. Dạ, nên những chiếc xe các anh chị khi mà mua bên công ty em thì các anh chị cứ an tâm mà chạy thôi. Cái xe này thì cái giá tầm khoảng 650 quay đầu, thì các anh chị nào có nhảy quan tâm về những dòng xe bán tải như thế này thì có thể liên hệ với em.
Dạ, bên em thì vẫn có thể cho vay cái xe này thì vẫn có thể cho vay được nha các anh chị nha. Dạ, cái xe này thì là biển số ở tỉnh nhưng mà tuy là đổi về thành phố thì cũng không mất bao nhiêu tiền đâu nha các anh chị nha. Dạ, nó cũng thủ tục cũng rất là đơn giản thôi. Các anh chị nào đang có nhà quan tâm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để góc dưới màn hình nha. Các anh chị cho em một like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo về những dòng xe bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.